Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát phải làm thế nào để quán tự tướng tất cả các pháp đều không? Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các đại Bồ Tát nên quán sắc dựa vào sắc không, nên quán thọ tưởng hành thức dựa vào thọ tưởng hành thức không, nên quán nhãn xứ dựa vào nhãn xứ không, nên quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ dựa vào nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không, nên quán sắc xứ dựa vào sắc xứ không, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ dựa vào thanh hương vị xúc pháp xứ không, nên quán nhãn giới dựa vào nhãn giới không, nên quán nhĩ tỷ thiệt thân ý giới dựa vào nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không, nên quán sắc giới dựa vào sắc giới không, nên quán thanh hương vị xúc pháp giới dựa vào thanh hương vị xúc pháp giới không, nên quán nhãn thức giới dựa vào nhãn thức giới không, nên quán nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới dựa vào nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không, nên quán nhãn xúc dựa vào nhãn xúc không, nên quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc dựa vào nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không, nên quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ dựa vào nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ dựa vào nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên quán địa giới dựa vào địa giới không, nên quán thủy hỏa phong không thức giới dựa vào thủy hỏa phong không thức giới không, nên quán nhân duyên dựa vào nhân duyên không, nên quán đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên dựa vào đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên không, nên quán vô minh dựa vào vô minh không, nên quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử dựa vào hành cho đến lão tử không, nên quán bố thí ba la mật đa dựa vào bố thí ba la mật đa không, nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa dựa vào tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không, nên quán pháp nội không dựa vào pháp nội không không, nên quán pháp ngoại không pháp nội ngoại không 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 đại không thắng nghĩa không hữu vi không vô vi không tất cánh chốt giáo không vô tế không tán vô tán không bản tính không tự cộng tướng không nhất thiết pháp không bất khả đắc không vô tính không tự tính không vô tính tự tính không dựa vào pháp ngoại không cho đến pháp vô tính tự tính không không, nên quán chân như dựa vào chân như không, nên quán pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ dựa vào pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không, nên quán thánh đế khổ dựa vào thánh đế khổ không, nên quán thánh đế tập diệt đạo dựa vào thánh đế tập diệt đạo không, nên quán bốn niệm trụ dựa vào bốn niệm trụ không, nên quán bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo dựa vào bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không, nên quán bốn tịnh lự dựa vào bốn tịnh lự không, nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc dựa vào bốn vô lượng bốn định vô sắc không, nên quán tám giải thoát dựa vào tám giải thoát không, nên quán tám thắng xứ chín định thứ đệ 10 biến xứ dựa vào 8 thắng xứ 9 thứ đệ định 10 biến xứ không, nên quán pháp môn giải thoát không dựa vào pháp môn giải thoát không không, nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện dựa vào pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không, nên quán tịnh quán địa dựa vào tịnh quán địa không, nên quán chủng tánh địa đệ bát địa phụ kiến địa bạc địa ly dục địa dĩ biện địa độc giác địa bồ tát địa như lai địa dựa vào chủng tánh địa cho đến như lai địa không, nên quán cực hỷ địa dựa vào cực hỷ địa không, nên quán ly cấu địa phát quang địa diệm tuệ địa cực nan thắng địa hiện tiền địa viễn hành địa bất động địa thiện tuệ địa pháp vân địa dựa vào ly cấu địa cho đến pháp vân địa không, nên quán tất cả pháp môn đà la ni dựa vào tất cả pháp môn đà la ni không, nên quán tất cả pháp môn tam ma địa dựa vào tất cả pháp môn tam ma địa không, nên quán năm loại mắt dựa vào năm loại mắt không, nên quán sáu phép thần thông dựa vào sáu phép thần thông không.
nên quán 10 lực Như Lai. Dựa vào 10 lực Như Lai không, nên quán 4 vô sở úy, 4 vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Dựa vào 4 vô sở úy cho đến 18 pháp Phật bất cộng không, nên quán 32 tướng đại sĩ. Dựa vào 32 tướng đại sĩ không, nên quán 80 vẻ đẹp. Dựa vào 80 vẻ đẹp không, nên quán pháp không quên mất. Dựa vào pháp không quên mất không, nên quán tánh luôn luôn xả. Dựa vào tánh luôn luôn xả không, nên quán trí nhất thiết. Dựa vào trí nhất thiết không, nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Dựa vào trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không, nên quán quả dự lưu. Dựa vào quả dự lưu không, nên quán quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, độc giác Bồ-đề. Dựa vào quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, độc giác Bồ-đề không, nên quán tất cả hạnh đại Bồ-Tát. Dựa vào tất cả hạnh đại Bồ-Tát không, nên quán quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ-đề của chư Phật. Dựa vào quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ-đề của chư Phật không, nên quán trí nhất thiết trí. Dựa vào trí nhất thiết trí không, như vậy thiện hiện lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các đại Bồ-Tát nên quán tự tướng của tất cả các pháp đều không. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: nếu sắc, dựa vào sắc không, thọ tưởng hành thức, dựa vào thọ tưởng hành thức không, như vậy cho đến trí nhất thiết trí, dựa vào trí nhất thiết trí không, thì làm sao đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Phật bảo thiện hiện: nếu đại Bồ Tát hoàn toàn không sở hành, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, do đâu các đại Bồ Tát hoàn toàn không sở hành, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Phật bảo thiện hiện: do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa bất khả đắc, đại Bồ Tát cũng bất khả đắc, hành cũng bất khả đắc, hoặc người thực hành, hoặc lý do thực hành, lúc thực hành, nơi thực hành đều bất khả đắc. Vì thế, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hoàn toàn không sở hành là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, bởi vì ở trong đó tất cả hí luận đều bất khả đắc. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát nào hoàn toàn không có sở hành là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì các đại Bồ Tát mới phát tâm làm sao để tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Phật bảo thiện hiện: từ lúc mới phát tâm, các đại Bồ Tát phải thường học vô sở đắc đối với tất cả các pháp. Sau khi đã học như vậy, phải dùng vô sở đắc làm phương tiện, phải tu bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải trụ ở pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, phải trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, phải trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo, phải tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, phải tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, phải tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, phải tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, phải tu bậc đại Bồ Tát, phải tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, phải tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, phải tu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, phải tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, phải tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, phải tu tất cả hạnh đại Bồ Tát, phải tu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, phải tu trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch: bạch Thế Tôn, sao gọi là có sở đắc, sao gọi là không sở đắc? Phật bảo thiện hiện: các pháp có hai là có sở đắc, các pháp không hai gọi là không sở đắc. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: vì sao có hai gọi là có sở đắc, và vì sao không hai gọi là không sở đắc? Phật bảo thiện hiện: nhãn căn sắc trần là hai, cho đến ý căn pháp trần là hai, hữu sắc vô sắc là hai, hữu kiến vô kiến là hai, hữu đối vô đối là hai, hữu lậu vô lậu là hai, hữu vi vô vi là hai, thế gian xuất thế gian là hai, sanh tử niết bàn là hai, pháp phàm phu là hai, pháp dự lưu là hai, cho đến độc giác Bồ Đề, độc giác là hai, hạnh đại Bồ Tát và đại Bồ Tát là hai, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật và Phật là hai, tất cả các pháp có hí luận như vậy đều là hai, các pháp có hai đều có sở đắc.
Hiện hiện chẳng phải nhãn, chẳng phải sắc là không hai, cho đến chẳng ý, chẳng pháp là không hai. Như vậy cho đến chẳng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của Phật và chẳng Phật là không hai. Tất cả các pháp lìa hí luận như vậy đều gọi là không hai, các pháp không hai đều không sở đắc. Cụ thọ thiện hiện lại bạch, bạch Thế Tôn, vì có sở đắc nên không sở đắc, hay vì không sở đắc nên không sở đắc? Phật bảo thiện hiện, chẳng phải vì có sở đắc nên không sở đắc, cũng chẳng phải vì không sở đắc nên không sở đắc, nhưng có sở đắc, không sở đắc đều có tánh bình đẳng gọi là vô sở đắc. Như vậy thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải siêng tu học đối với tánh bình đẳng có sở đắc, không sở đắc. Thiện hiện, lúc các đại Bồ Tát học như vậy thì gọi là học Bát Nhã Ba La Mật Đa không sở đắc. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu đại Bồ Tát không vướng mắc có sở đắc, không vướng mắc không sở đắc, thì làm sao đại Bồ Tát này có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đi từ địa này đến địa khác lần lần được viên mãn? Nếu không đi từ địa này đến địa khác lần lần được viên mãn, thì làm sao có thể đạt được trí nhất thiết trí? Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các đại Bồ Tát chẳng trụ nơi có sở đắc để thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì có thể từ địa này đến địa khác lần lần được viên mãn và đạt được trí nhất thiết trí. Chẳng trụ nơi vô sở đắc để có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì đi từ địa này đến địa khác lần lần được viên mãn và đạt được trí nhất thiết trí. Vì sao? Thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vô sở đắc, trí nhất thiết trí cũng vô sở đắc. Người hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng vô sở đắc, vô sở đắc này cũng vô sở đắc. Thiện hiện, các đại Bồ Tát nên thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa bất khả đắc, trí nhất thiết trí cũng bất khả đắc, người hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng bất khả đắc, thì vì sao lúc hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các đại Bồ Tát thường ưa chọn lựa tất cả các pháp, cho rằng đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ cho đến ý xứ, đây là sắc xứ cho đến pháp xứ, đây là nhãn giới cho đến ý giới, đây là sắc giới cho đến pháp giới, đây là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, đây là nhãn xúc cho đến ý xúc, đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra. Đây là địa giới cho đến thức giới, đây là nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, đây là vô minh cho đến lão tử, đây là bồ thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, đây là pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, đây là chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đây là thánh đế khổ tập diệt đạo, đây là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, đây là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đây là tám giải thoát cho đến mười biến xứ, đây là pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, đây là tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, đây là cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, đây là tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, đây là năm loại mắt có phép thần thông, đây là mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đây là 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, đây là pháp không quên mất, đánh luôn luôn xả, đây là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là quả dự lưu, cho đến độc giác bồ đề, đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát, đây là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, đây là trí nhất thiết trí. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các đại Bồ Tát tuy thường thích chọn lựa các pháp nhưng không nắm bắt sắc, cũng không nắm bắt thọ tưởng hành thức, cho đến cũng không nắm bắt trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu các đại Bồ Tát không nắm bắt sắc, cũng không nắm bắt thọ tưởng hành thức, cho đến cũng không nắm bắt trí nhất thiết trí, thì làm sao có thể viên mãn bồ thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa? Làm sao có thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Nếu không thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát,
thì làm sao có thể thành thục hữu tình? Nếu không thể thành thục hữu tình thì làm sao có thể trang nghiêm cõi Phật? Nếu không trang nghiêm cõi Phật, làm sao có thể đạt được trí nhất thiết trí? Nếu không thể đạt được trí nhất thiết trí thì làm sao có thể vận chuyển bánh xe chánh pháp làm các Phật sự? Nếu không thể chuyển bánh xe chánh pháp làm các Phật sự thì làm sao có thể giải thoát vô lượng vô số trăm ngàn trăm ước hữu tình, ra khỏi sanh lão bệnh tử, đạt được niết bàn an lạc rốt ráo? Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát không vì sắc nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng chẳng vì thọ tưởng hành thức nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, cho đến cũng chẳng vì trí nhất thiết trí nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát vì việc gì mà thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát không vì việc gì mà thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao thiện hiện tất cả các pháp đều không là không làm bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng không là không làm trí nhất thiết trí, cũng không là không làm các đại Bồ Tát, cũng không là không làm. Như vậy thiện hiện các đại Bồ Tát nên dùng không là không làm làm phương tiện để hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu tất cả các pháp là không là không làm thì không nên bày ra ba thừa khác nhau là thanh văn thừa, hoặc độc giác thừa, hoặc vô thượng thừa. Phật bảo thiện hiện, chẳng phải pháp không là không làm có thể tạo ra được, mà phải là pháp có là có làm mới có thể tạo ra được. Vì sao thiện hiện? Vì có những kẻ phàm phu ngu si không học, chấp trước sắc, chấp trước thọ tưởng hành thức, cho đến chấp trước trí nhất thiết trí. Do chấp trước nên niệm sắc nắm bắt sắc, niệm thọ tưởng hành thức nắm bắt thọ tưởng hành thức, cho đến niệm trí nhất thiết trí nắm bắt trí nhất thiết trí. Do niệm và nắm bắt, họ suy nghĩ như vậy, ta nhất định sẽ đạt được trí nhất thiết trí, giải thoát các hữu tình, ra khỏi sanh lão bệnh tử, làm cho họ đạt được niết bàn hoàn toàn an lạc. Thiện hiện các phàm phu ngu si không học, do điên đảo nên suy nghĩ như vậy, tức là hủy báng Phật. Vì sao thiện hiện? Vì Phật dùng năm loại mắt tìm sắc không thể được, tìm thọ tưởng hành thức không thể được, cho đến tìm trí nhất thiết trí không thể được, tìm các hữu tình cũng không thể được. Các phàm phu ngu si không học, đuôi mù, không có mắt tuệ, chấp trước các pháp mà sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí, giải thoát các hữu tình, ra khỏi sanh lão bệnh tử, làm họ đạt được niết bàn hoàn toàn an lạc thì thật là vô lý. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác dùng năm loại mắt thanh tịnh để tìm sắc không thể được, tìm thọ tưởng hành thức không thể được, cho đến tìm trí nhất thiết trí không thể được, tìm các hữu tình cũng không thể được, nên không chứng đắc trí nhất thiết trí, không giải thoát các hữu tình ra khỏi sanh lão bệnh tử, không giúp họ đạt được niết bàn hoàn toàn an lạc, thì vì sao Thế Tôn tự mình có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, an lập hữu tình thành ba nhóm khác nhau là nhóm chánh tánh định, nhóm tà tánh định và nhóm bất định? Phật bảo thiện hiện, ta chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng năm loại mắt thanh tịnh quán sát như thật, thấy chắc chắn không có hữu tình nào thật có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, an lập hữu tình thành ba nhóm khác nhau. Nhưng các hữu tình ngu si điên đảo, đối với pháp chẳng thật lại tưởng là pháp chân thật, đối với hữu tình chẳng thật mà lại tưởng là hữu tình thật. Để trừ bỏ sự chấp trước hư dối của họ, nên ta phải nương theo thế tục mà nói, chứ không phải nương theo thắng nghĩa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì trụ vào thắng nghĩa mà Như Lai chứng đắc trí nhất thiết trí phải không? Phật bảo không phải. Thiện hiện lại hỏi, vì trụ vào điên đảo mà Như Lai chứng đắc trí nhất thiết trí phải không? Phật bảo không phải. Thiện hiện lại hỏi, nếu Như Lai không trụ vào thắng nghĩa để chứng đắc trí nhất thiết trí, cụ
cũng không trụ vào điên đảo để chứng đắc trí nhất thiết trí, thì lẽ nào không có Như Lai mà cũng không thể chứng đắc trí nhất thiết trí? Phật bảo không phải. Thiện hiện nên biết, tuy ta chứng đắc trí nhất thiết trí nhưng không trụ vào đâu cả, nghĩa là không trụ vào cảnh giới hữu vi, cũng không trụ vào cảnh giới vô vi. Thiện hiện giống như người do Như Lai biến hóa ra, tuy không trụ vào cảnh giới hữu vi, cũng không trụ vào cảnh giới vô vi, nhưng có tới lui, đi đứng ngồi nằm. Thiện hiện người được biến hóa này nếu thực hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc trụ vào pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, hoặc trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc trụ vào thanh đế khổ tập diệt đạo, hoặc tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ, hoặc tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc tu tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, hoặc tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc tu mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc tu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, hoặc chứng trí nhất thiết trí, hoặc chuyển bánh xe chánh pháp làm các Phật sự, thì người được biến hóa này lại chuyển hóa làm vô lượng hữu tình, trong đó an lập thành ba nhóm khác nhau. Thiện hiện ý ông nghĩ sao? Người được Như Lai biến hóa ấy có phải là thật có tới lui đi đứng ngồi nằm, cho đến thật có an lập hữu tình thành ba nhóm khác nhau không? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn không. Phật bảo thiện hiện, Như Lai cũng vậy, biết tất cả các pháp đều như biến hóa, nói tất cả các pháp cũng như biến hóa, tuy có chỗ làm nhưng không chân thật, tuy độ hữu tình nhưng không thấy độ, như người được biến hóa độ hữu tình biến hóa. Như vậy thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, phải như người được Như Lai biến hóa ra, tuy có tạo tác nhưng không chấp trước. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu tất cả các pháp đều như biến hóa, Như Lai cũng thế, vậy thì Như Lai với người biến hóa có gì sai khác? Phật bảo thiện hiện, Như Lai với người được biến hóa kia và tất cả pháp thật không sai biệt. Vì sao? Thiện hiện, vì tất cả sự nghiệp mà Như Lai làm, người được biến hóa cũng đều có thể làm. Các việc mà người ấy làm, Như Lai cũng có thể làm. Vì vậy Như Lai cùng với người được biến hóa và tất cả các pháp đều không sai biệt. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu không có người do Phật biến hóa ra, một mình Như Lai có thể làm các việc. Còn nếu không có Như Lai, một mình người do Như Lai hóa ra có thể làm được các việc không? Phật bảo có thể làm được. Thiện hiện hỏi, việc này như thế nào? Phật bảo thiện hiện, như có Như Lai ứng chánh đẳng giác, tên thiện tịch tuệ, đã độ hết những người đáng độ, nhưng lúc ấy không có vị Bồ Tát nào cam nhận sự thọ ký của Phật. Ngài liền hóa ra một vị Phật cho trụ ở thế gian, còn tự mình nhập vào cảnh giới vô dư y đại niết bàn. Suốt nửa kiếp, vị hóa Phật kia làm các Phật sự. Sau hơn nửa kiếp, vị ấy thọ ký đại bồ đề cho một vị bồ tát rồi thị hiện nhập niết bàn. Khi ấy các trời, người Atula vân vân đều cho rằng nay Phật ấy đã nhập niết bàn, nhưng thân của hóa Phật thật không có sanh diệt. Như vậy thiện hiện, các đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên tin biết tất cả pháp đều như biến hóa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu thân Như Lai với người biến hóa không có sai biệt, thì làm sao có thể làm dụ phước thanh tịnh chân chánh cho người thí chủ ở thế gian? Nếu vua các hữu tình, vì muốn đạt niết bàn nên cúng dường cung kính Như Lai, thì được phước vô tận cho đến cuối cùng nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Như vậy nếu có người vì muốn đạt niết bàn nên cúng dường cung kính người được Phật biến hóa ra, thì phước thu được cũng phải vô tận cho đến cuối cùng nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Phật bảo thiện hiện, như thân Như Lai do pháp tánh,
nên có thể làm ruộng phước trong sạch cho trời người Atula, vân vân. Người được Phật hóa ra cũng như vậy, do pháp tánh nên có thể làm ruộng phước trong sạch cho trời người Atula, vân vân. Như thân Như Lai nhận sự cúng dường cung kính của các thí chủ thì làm cho thí chủ ấy vượt khỏi sanh tử, được phước vô tận. Người do Phật biến hóa ra cũng như vậy, nhận sự cúng dường cung kính của các thí chủ cũng làm cho thí chủ thoát khỏi sanh tử, được phước vô lượng. Thiện hiện nên biết, hãy đặt qua một bên công đức thu được do cúng dường cung kính Như Lai và người do Như Lai biến hóa. Nếu hữu thiện nam thiện nữ nhân nào phát sanh lòng từ bi, kính trọng tư duy, nhớ nghĩ về Như Lai, thì thiện nam thiện nữ này được thiện căn vô tận cho đến cuối cùng vượt khỏi bờ khổ. Thiện hiện nên biết, lại đặt qua một bên công đức thu được nhờ phát sanh lòng từ bi kính trọng, tư duy nhớ nghĩ về Phật. Nếu có thiện nam thiện nữ nào đem chỉ một cánh hoa rải trên không trung để cúng dường Phật, thì thiện nam thiện nữ này được thiện căn vô tận cho đến cuối cùng được khỏi bờ khổ. Thiện hiện nên biết, hãy gác sang một bên công đức thu được nhờ rải một cánh hoa trên không trung cúng dường Phật. Nếu hữu thiện nam thiện nữ nào chỉ cần một lần xưng niệm Nam Mô Phật Đà bậc đại điều ngự, thì thiện nam thiện nữ này được thiện căn vô tận cho đến cuối cùng vượt khỏi bờ khổ. Như vậy, thiện hiện cúng dường cung kính đối với ruộng phước lớn của Như Lai ứng chánh đẳng giác, thì thu được công đức lớn khó lường như vậy. Do đó, này thiện hiện, ông nên biết Như Lai cùng với Phật biến hóa đều là dụng phước thanh tịnh chân thật cho thí chủ, không sai khác, bởi vì đều làm định lượng cho pháp tánh. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát nên dùng pháp tánh của các pháp như vậy làm định lượng để hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa. Tuy đã tìm cách khéo léo nhập vào pháp tánh của các pháp rồi, nhưng họ không phá hoại pháp tánh của các pháp, nghĩa là không phân biệt đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, đây là pháp tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, đây là pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, đây là pháp tánh của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, đây là chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đây là pháp tánh của chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đây là thánh đế khổ tập diệt đạo, đây là pháp tánh của thánh đế khổ tập diệt đạo, đây là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, đây là pháp tánh của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, đây là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đây là pháp tánh của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đây là tám giải thoát cho đến mười biến xứ, đây là pháp tánh của tám giải thoát cho đến mười biến xứ, đây là pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, đây là pháp tánh của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, đây là cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, đây là pháp tánh của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, đây là tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, đây là pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, đây là năm loại mắt, sáu phép thần thông, đây là pháp tánh của năm loại mắt, sáu phép thần thông, đây là mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đây là pháp tánh của mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đây là 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, đây là pháp tánh của 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, đây là pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, đây là pháp tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, đây là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là pháp tánh của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, đây là pháp tánh của quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, đây là tất cả hạnh đại bồ tát, đây là pháp tánh của tất cả hạnh đại bồ tát, đây là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, đây là pháp tánh của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, đây là trí nhất thiết trí, đây là pháp tánh của trí nhất thiết trí. Thiện hiện, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa không nên phân biệt pháp tánh sai khác của các pháp như vậy mà phá hoại pháp tánh như vậy.
Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên phân biệt pháp tánh của các pháp mà phá hoại pháp tánh, thì vì sao Thế Tôn tự nói pháp tánh khác nhau của các pháp làm phá hoại pháp tánh? Nghĩa là Thế Tôn nói đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ cho đến ý xứ, đây là sắc xứ cho đến pháp xứ, đây là nhãn giới cho đến ý giới, đây là sắc giới cho đến pháp giới, đây là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, đây là nhãn xúc cho đến ý xúc, đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đây là địa giới cho đến thức giới, đây là nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, đây là vô minh cho đến lão tử, đây là nội pháp, đây là ngoại pháp, đây là pháp thiện, đây là pháp ác, đây là pháp hữu ký, đây là pháp vô ký, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là cộng pháp, đây là bất cộng pháp, đây là pháp hữu chánh, đây là pháp vô chánh, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi. Bạch Thế Tôn, Ngài đã nói đủ loại pháp khác nhau như vậy, không lẽ Ngài tự phá hoại pháp tánh? Phật bảo thiện hiện, ta không tự phá hoại pháp tánh của các pháp, mà chỉ dùng phương tiện danh tướng giả nói để giúp các hữu tình ngộ nhập pháp tánh bình đẳng của các pháp, ra khỏi sanh tử và chứng đắc niết bàn. Vì vậy, này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, tuy nói đủ loại danh tướng của các pháp, nhưng không hề phá hoại thật tánh của các pháp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu Phật chỉ dùng danh tướng giả nói pháp tánh của các pháp để giúp các hữu tình có phương tiện ngộ nhập pháp tánh bình đẳng, ra khỏi sanh tử chứng đắc niết bàn, thì vì sao đối với pháp không danh tướng Phật dùng danh tướng để nói mà bảo là không hư hoại? Phật bảo thiện hiện, ta tùy thuận theo thế tục mà giả lập danh tướng của tất cả các pháp, vì các hữu tình ta phương tiện giảng nói, nhưng không chấp trước nên không có pháp nào bị hoại. Thiện hiện, như những người ngu si nghe nói khổ liền chấp trước vào danh tướng mà không hiểu đó là giả thuyết, Như Lai và đệ tử Phật nghe nói khổ chẳng chấp trước danh tướng, vì biết như thật đó là lời nói tùy thuận theo thế tục, chớ không có danh tướng chân thật của các pháp. Thiện hiện, nếu các bậc thánh chấp trước danh ở nơi danh, chấp trước tướng nơi tướng, thì họ cũng phải chấp trước không nơi không, chấp trước vô tướng nơi vô tướng, chấp trước vô nguyện nơi vô nguyện, chấp trước chân như nơi chân như, chấp trước pháp giới nơi pháp giới, chấp trước thật tế nơi thật tế, chấp trước vô vi nơi vô vi. Thiện hiện, tất cả các pháp này chỉ có giả danh, chỉ có giả tướng, mà không chân thật. Bậc thánh không chấp trước các pháp có danh tướng giả như vậy. Thiện hiện, các đại Bồ Tát trụ vào tất cả pháp, chỉ có danh tướng giả để hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhưng không chấp trước ở trong đó. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu tất cả pháp chỉ có danh tướng, thì vì việc gì mà các đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề sinh năng cực khổ hành Bồ Tát hạnh, nghĩa là lao khổ tu hạnh bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, an trụ vào pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, an trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu hành cực kỳ địa cho đến pháp vân địa, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết trí. Tu hành tất cả hạnh đại Bồ Tát, tu hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Tu hành trí nhất thiết trí đều được viên mãn. Phật bảo thiện hiện, do tất cả các pháp chỉ có danh tướng ấy chỉ là giả tạo,
rồi lại kiến lập danh tướng có tánh không, làm cho các loại hữu tình điên đảo chấp trước, nên trôi lăn trong vòng sanh tử, không chứng niết bàn. Vì vậy các đại Bồ Tát thương xót họ, nên phát tâm Bồ Đề chịu lao khổ, hành Bồ Tát hạnh, lần lần chứng đắc trí nhất thiết trí. Sau khi chứng đắc trí nhất thiết trí, các vị ấy lại chuyển bánh xe chánh pháp, dùng pháp ba thừa làm phương tiện để cứu vớt các hữu tình ra khỏi sanh tử và nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Nhưng các danh tướng không sanh không diệt, cũng không đứng yên hoặc thay đổi, không thể tạo tác hay nắm bắt. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật nói trí nhất thiết trí là trí nhất thiết trí phải không? Phật bảo: Thiện hiện, ta nói trí nhất thiết trí là trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Như Lai đã từng nói trí nhất thiết trí lược có ba loại, là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Tướng của ba loại trí này ra sao và có gì khác nhau? Phật bảo: Thiện hiện, trí nhất thiết là trí chung của thanh văn và độc giác, trí đạo tướng là trí chung của đại Bồ Tát, trí nhất thiết tướng là diệu trí riêng của các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Vì sao trí nhất thiết là trí chung của thanh văn và độc giác? Phật bảo: Thiện hiện, trí nhất thiết có nghĩa là biết rõ các pháp môn sai khác về năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Thanh văn duyên giác cũng có thể biết rõ pháp môn sai khác nhau, nhưng không thể biết tướng tất cả đạo và tất cả các tướng của tất cả pháp. Nên trí nhất thiết là trí chung của thanh văn và độc giác. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Vì sao trí đạo tướng là trí chung của đại Bồ Tát? Phật bảo: Thiện hiện, các đại Bồ Tát phải học để biết khắp tất cả tướng đạo, là tướng của đạo thanh văn, tướng của đạo độc giác, tướng của đạo Bồ Tát, tướng của đạo Như Lai. Đối với các đạo này, các đại Bồ Tát phải thường tu học, làm cho mau viên mãn. Tuy làm cho đạo này làm được viên mãn,